Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp ngành trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế, duy trì phát triển tỷ lệ người tham gia, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế. Ở tuổi 61, ông Nguyễn Thanh Tánh ở thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum thường hay mắc các bệnh của tuổi già, phải điều trị bệnh dài ngày tại bệnh viện. Nhờ tham gia bảo hiểm y tế nên nhiều năm nay, ông Tánh không lo quá nhiều về tài chính mỗi khi đi khám chữa bệnh bởi đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí. Cảm thấy cái bảo hiểm y tế thì theo như đánh giá về cái vấn đề của gia đình tôi thì cảm thấy nó có một sự quyền lợi, rất là quyền lợi. Tại vì sao? Chính bản thân tôi là một người coi như đang bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện thì tôi thấy cái vấn đề coi như là cái bảo hiểm nó rất có giá trị. Nếu mà không có bảo hiểm thì cái kinh tế của tôi thì chắc dân lao động thì không có khả năng nào mà để làm viện. Vì cái vấn đề coi như là tiền thì nó quá cao. Cho nên tôi thấy cảm thấy là tất mọi mong muốn mọi người dân đều tham gia mua cái bảo hiểm y tế rất là có ích. Nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thời gian qua, ngành y tế đã phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Hiện tại, hệ thống mạng lưới khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế đã được tổ chức hoàn thiện từ tuyến tỉnh đến cơ sở. Các cơ sở khám chữa bệnh không ngừng được đầu tư, nâng cấp về hạ tầng, trang thiết bị y tế hiện đại, đảm bảo cho người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định. Bên cạnh đó, ngành y tế cũng tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành. Hiện nay, 100% các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đã được triển khai phần mềm quản lý khám bệnh chữa bệnh. Người dân có thể khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông qua căn cước công dân gắn chip điện tử và ứng dụng VSSID mà không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình khám, điều trị bệnh, thực hiện thanh toán và giám định bảo hiểm y tế. Có rất là nhiều cái thuận lợi. Thứ nhất là bệnh nhân không phải mang giấy tờ, thủ tục đi khám bệnh nhiều. Và thứ hai thì những cái trường hợp mà bệnh nhân mất thẻ hay là mất thẻ bị rách hư hỏng thì nay thì cũng không còn phải làm lại nữa bởi vì nó đã được tích hợp hết qua căn cước công dân rồi. Nó rất là thuận tiện cho cả bệnh nhân và nhân viên y tế. Sử dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin để đăng ký tại bệnh viện, ví dụ như là VSSID, VNEID, các thẻ căn cước công dân mà có gắn chip thì các cái ứng dụng này đã được triển khai tại bệnh viện. Và các cái thành quả đạt được thì trước đây khi mà mới triển khai thì cái tỷ lệ áp dụng của người dân là dưới 10%, rất ít. Nhưng mà hiện nay sau khoảng gần một năm triển khai thì tỷ lệ sử dụng các cái ứng dụng công nghệ thông tin mà để đăng ký khám chữa bệnh hiện nay đã hơn 70%. Cùng với ngành y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế. Hàng năm, đơn vị đều tổ chức ký kết hợp đồng khám chữa bệnh với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Đồng thời chủ động phối hợp với Sở Y tế, chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc ra soát số lượng thuốc, vật tư y tế, đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ cho người bệnh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức linh động, tích cực kêu gọi các mạnh thường quân, nhà hảo tâm, ủng hộ thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến hết tháng 5 năm 2023, toàn tỉnh có hơn 500.600 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 91,16% tổng dân số. Trong đó có hơn 382.800 lượt người tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với tổng kinh phí thanh toán trên 154 tỷ đồng. Thời điểm tỉnh cũng đã tăng cường chỉ đạo từ tỉnh đến huyện phải tập trung công tác tuyên truyền, từng phân loại ra từng nhóm đối tượng, người địa phương nói riêng rồi đối tượng hộ gia đình nói chung tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum cũng đã thực hiện cái công tác là kêu gọi các cái nhà hảo tâm, cá nhân, tổ chức để ủng hộ tiền và mua thẻ bảo hiểm y tế cho những đối tượng mà khó khăn, chưa có khả năng tham gia. Thì riêng trong năm 23 tính đến nay thì cũng đã vận động được 370 thẻ. Có thể thấy,
việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi phong cách phục vụ và tăng cường cải cách thủ tục hành chính đã mang lại sự hài lòng cho người tham gia bảo hiểm y tế, qua đó góp phần củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân vào chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của Đảng, Nhà nước.